Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách đổ bánh xèo. Bánh xèo là một cái món ăn dân dã phổ biến, rất là nhiều người yêu thích và cũng rất là dễ làm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đổ bánh xèo mà cho dù các bạn có ăn cả ngày cũng không thấy ngán. Với những cái ngày trời mưa lạnh mà được thưởng thức cái món bánh xèo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, với cái vị mềm ngọt của bột gạo, của thịt và tôm, vị mặn ngọt chua cay của nước chấm cùng với vị thơm hơi đắng của các loại rau, và cái mùi béo thơm rất là đặc trưng của bánh xèo đó là hẹ. Nó hòa quyện vào nhau, ngon không thể tả hết được. Phải nói là một cái món ăn mà ai đã ăn rồi thì không thể quên được. Nếu các bạn cũng thích cái món bánh xèo này thì hãy cùng xem cách mình chia sẻ chi tiết sau đây nha. Để làm bánh xèo thì các bạn còn chuẩn bị, đầu tiên là bột gạo. Ở đây mình đã chuẩn bị 450g bột gạo. Nếu muốn đổ bánh ngon hơn thì các bạn hãy ngâm gạo qua đêm. Các bạn ngâm gạo khoảng 8 giờ rồi mình cho vào máy sinh tố xay thật nhuyễn thì mình đúc bánh xèo nó sẽ ngon hơn nha. Nguyên liệu tiếp theo là 300g tôm và 300g thịt nạc heo. Các bạn chọn thịt nạc có lẫn mỡ thì nó sẽ mềm ngon hơn. Thịt sau khi mua về thì các bạn rửa với muối và ít rượu để khử mùi hôi, rồi để ráo, sau đó cắt lát mỏng. Đó, các bạn cắt lát mỏng như vậy. Tôm thì sau khi mua các bạn nhờ người bán cắt đầu, cắt đuôi rồi về nhà mình rửa sạch cho nhanh nha. Nguyên liệu tiếp theo đó là 150g giá, 50g hẹ hoặc là hành lá. Nguyên liệu cuối cùng là một ít rau sống để ăn kèm. Rau thì tùy thích, các bạn có thể chuẩn bị rau cải đắng, tía tô, xà lách, rau thơm và e trắng. Ăn bánh xèo thì phải có rau đắng nó mới ngon, nhưng hôm nay thì chợ không có bán nên mình không có mua được. Để đổ bánh xèo thì đầu tiên mình sẽ ngâm bột. Mình sẽ cho hết 450g bột gạo vào thau. Với 450g bột gạo thì mình sẽ cho vào khoảng 1 đến 1 lít 2 nước. Nhưng đầu tiên các bạn hãy cho vào thau 1 lít nước thôi. Rồi sau đó nếu đút bánh thấy nó bị khô thì các bạn hãy cho thêm từng ít. Khi nào mà thấy bánh mềm vừa ăn là được nha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào 1 lít nước rồi dùng giá khuấy đều để cho bột nghỉ khoảng từ 30 phút đến 1 giờ. Sau khi mà chuẩn bị xong các cái nguyên liệu khác thì các bạn đúc bánh là vừa. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm nước chấm. Để làm nước chấm thì các bạn chuẩn bị một trái cà chua chín, 2 con tôm mình đã lọc vỏ rồi, với một ít thịt nạc heo. Tổng cộng tôm và thịt là 50g nha các bạn. Và mình chuẩn bị 2 củ hành khô và 2 tép tỏi. Tôm và thịt thì các bạn băm nhỏ ra. Hành và tỏi thì các bạn cũng đập dập rồi băm nhỏ ra. Cà chua thì các bạn lột vỏ, bỏ hạt rồi cũng băm nhỏ ra. Để làm nước chấm thì đầu tiên mình sẽ bắt cái chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho hành, tỏi đập dập băm nhỏ vào phi thơm. Khi mà hành tỏi đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho thịt và tôm băm nhỏ vào xào. Các bạn đảo đều tay cho thịt nó tơi ra. Rồi mình cho thêm 1/3 muỗng cà phê tiêu. Tiếp tục xào, thêm một chút nữa thì mình cho cà chua băm nhỏ vào. Các bạn đảo đều tay, rồi mình cho thêm một ít nước. Tiếp tục xào cho tới khi cà chua chín mềm. Như vậy là được rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ bắt cái nồi lên bếp và cho vào 600ml nước, 80ml nước mắm và 80g đường phèn. Mình bật lửa nấu cho đường tan hết ra. Khi nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho cái hỗn hợp vừa xào vào. và mình cho thêm vào 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Dùng giá khuấy đều rồi để cho nồi nước nó sôi trong khoảng 1 phút thì tắt bếp. Như vậy là mình đã nấu xong cái nồi nước chấm rồi đó các bạn. Nếu muốn cái nồi nước chấm không có lợn cợn thì các bạn hãy trút ra một cái tô, mình lấy cái phần nước bỏ cái phần xác nha. Dạ thì các bạn cũng lặt bỏ những cái cọng úa rồi cắt bỏ cái phần già, rồi rửa sạch, sau đó cắt nhỏ ra. Mình cắt nhỏ ra như vậy. Tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ đi đổ bánh. Vì mình đổ bánh bằng thịt và tôm sống nên tôm và thịt sau khi làm xong thì các bạn hãy để lên tầng đá cho nó thật là lạnh. Nó hơi giam đá một chút cũng được. Rồi các bạn lấy xuống để trong cái ngăn mát của tủ lạnh. Rồi mình lấy từng ít ra đổ bánh. Đổ hết rồi thì mình lại lấy tiếp. Chứ các bạn đừng có lấy hết ra ngồi một lần. Nếu mà mình đút trong cái thời gian lâu thì thịt và tôm nó sẽ không còn tươi nha. Và các bạn hãy cho một ít dầu ăn ra chén để chút nữa mình dùng muỗng múc đổ vào chảo để đút bánh cho nó nhanh. Nãy giờ thì mình để bột nghỉ cũng đã được gần 1 giờ rồi. Bây giờ thì mình sẽ khuấy đều lại một lần nữa rồi cho hẹ vào để đổ bánh. Để đổ bánh thì mình sẽ bắt cái chảo lên bếp và cho vào một ít dầu ăn. Bật lửa thật là lớn chờ cho chảo nóng. Những cái bánh đầu tiên thì các bạn cho nhiều dầu hơn một chút để mình vớt bánh cho nó dễ hơn nha. Khi cái chảo nó đã nóng rồi thì mình sẽ cho thịt và tôm vào. Mình đảo đều và lật trở cho tôm và thịt nó chín tới hai mặt. Khi mà tôm và thịt nó chín tới hai mặt rồi thì mình mới đổ bột vào nha các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy để cái mức lửa thật là lớn. Rồi các bạn khuấy đều lại cái thau bột một lần nữa. Rồi mình dùng giá múc bột đổ vào chảo. Mình đổ một lớp mỏng vừa thôi. Sau đó các bạn cầm cái chảo xoay tròn cho bột nó tráng đều cái mặt chảo. Rồi nhanh tay cho vào một ít giá. Sau đó đậy nắp lại. Xong rồi thì các bạn giảm lửa vừa và chờ khoảng 3 phút là bánh chín. Sau 3 phút thì mình sẽ vớt bánh ra. Mình sẽ khư bánh xèo lên, gập bánh lại. Hấp dẫn không các bạn? Nếu nhà có lá chuối thì các bạn cắt lá chuối lót vào cái mâm. Rồi mình đổ bánh xèo lên hoặc là các bạn đổ ra một cái dĩa cũng được nha. Mình tiếp tục đút cho đến hết cái phần bột còn lại. Cứ trước khi đổ bánh thì các bạn nhớ cho lửa thật lớn. Và trước khi múc bột để đổ bánh thì các bạn nhớ khuấy thật đều cái thau bột rồi mình mới múc ra để đổ bánh nha. Nếu mà có thêm mực nữa thì bánh xèo sẽ ngon hơn đó các bạn. Nhưng mà sáng nay chợ không có bán nên hôm nay mình đã thiếu mất hai nguyên liệu, đó là mực và rau đắng. Nếu thích bánh xèo giòn thì sau khi bánh chín các bạn hãy cho thêm dầu ăn vào. Mình xay bánh để dầu ăn tráng đều cái mặt chảo, rồi mình chiên bánh thêm khoảng 5 tới 10 phút nữa là bánh sẽ giòn. Bánh xèo này thì mình ăn nóng nó mới giòn, và nó giòn vừa phải thôi, không có giòn tan như cái công thức bánh xèo giòn nha các bạn. Đây là cái bánh xèo giòn của mình nè, rất là hấp dẫn luôn. Để ăn bánh xèo thì ngoài cái phần nước chấm, mình còn chuẩn bị thêm mắm ớt tỏi chanh và một ít ớt chả nhuyễn. Mắm ớt tỏi chanh này thì mình có chia sẻ rồi. Nếu các bạn muốn biết cách làm thì hãy vào video đó tham khảo nha. Đầu tiên thì mình sẽ múc nước chấm cho ra chén. Rồi nếu thích ăn mặn mòi hơn thì các bạn cho thêm vào một ít mắm ớt tỏi chanh. Nếu ăn cay thì các bạn cho thêm một ít ớt chả nhuyễn nữa là mình có thể chấm bánh xèo để thưởng thức rồi. Với cái món bánh xèo này thì các bạn có thể chấm với mắm ớt tỏi chanh thôi thì cũng rất là ngon. Cảm nhận của mình khi ăn vào thì nó có cái vị ngọt của bột gạo, của thịt và tôm, vị mặn ngọt chua cay của nước chấm cùng với vị thơm hơi đắng của các loại rau và mùi béo thơm rất là đặc trưng của bánh xèo đó là hẹ. Nó hòa quyện vào nhau ngon không thể tả hết được các bạn. Phải nói là một cái món ăn mà ai đã ăn rồi thì không thể quên được. Nếu cuối tuần này các bạn chưa nghĩ ra được cái món gì để đãi cho gia đình thì các bạn hãy làm ngay cái món bánh xèo này nha. Mình chúc cho các bạn làm và ăn thật ngon. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.